Trọng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với Ban chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ để tìm hiểu tình hình hoạt động của cộng đồng, đồng thời cũng muốn tìm hiểu thêm về chương trình của Đại hội Quảng Đại năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 7 tại tiểu bang Georgia. Và thưa quý vị, trên màn ảnh chúng tôi có cô Nguyễn Trà My là Chủ tịch chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Chào Trà My. Dạ, xin kính chào anh Trọng và xin cảm ơn đài SBTN Texas đã tạo cơ hội cho ban chấp hành chúng tôi lên đây để thư chuyện cũng như là trình bày một số những thông tin về đại hội của năm nay. Và cô Nguyễn Thu Hương là Phó Chủ tịch nội các vị trên cũng có trách nhiệm tổ chức đại hội quảng đại cho năm nay. Thưa quý vị, như quý vị đã biết là từ năm 1992 thì có khoảng 40 các tổ chức cộng đồng từ các thành phố tiểu bang đã quy tụ về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để thành lập một tổ chức chung để kết hợp các cộng đồng với nhau, và chúng tôi gọi tên là Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Trà My, trong 4 mục tiêu đưa ra từ lúc thành lập hơn 27 năm qua là Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đó cho đến ngày hôm nay. Và theo Trà My đã hoạt động là chủ tịch của Ban chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ trong một năm qua, thì Trà My có thấy là chúng ta có cần phải thay đổi những cái mục tiêu nêu trên hay không? Và những cái mục tiêu đó có cần phải cải thiện để chúng ta hoạt động một cách hiệu quả hơn không ạ? Dạ, kính thưa anh và kính thưa quý vị, thì như anh đã đề cập 4 cái mục tiêu chính mà các đại biểu cộng đồng cũng như cộng đồng thành viên đã thành lập ra từ năm 1993 đó. Thì theo cá nhân của chúng tôi thì nghĩ như mục tiêu này vẫn nên được tiếp tục duy trì, và vì đây là cái cốt lõi mục tiêu chính để cho tất cả các cộng đồng cùng hoạt động, nhất là duy trì để đem lại những cái phúc lợi cho bà con đồng hương của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta có thể cải thiện một chút cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, vì càng ngày thì mình có thêm nhiều thành viên trẻ, những anh chị em hậu duệ cũng như là thế hệ 1.5 và 2 đang cố gắng tham gia vào những cái công tác sinh hoạt của cộng đồng. Thì một trong những cái khó khăn là làm sao để cho các thế hệ cùng bắt tay làm việc chung với nhau và vượt qua những định kiến như sự khác biệt về lập trường chính trị hoặc là cách làm việc và đường lối như thế nào. Miễn là chúng ta cùng chung một cái lập trường chính nghĩa, mình bảo vệ cái lá cờ vàng, bảo vệ những quyền lợi cho đồng hương của chúng ta tại mỗi địa phương, và nhất là không để cho bọn cộng sản len lỏi vào trong cộng đồng để phá hoại những tổ chức và làm lũng đoạn cái cộng đồng của mình. Vâng, cảm ơn Trà My rất là nhiều. Thân chào chị Thu Hương. Thưa chị, Trọng biết là cái công tác chuẩn bị cho đại hội khoáng đại sắp tới chắc cũng là rất là vất vả, và hy vọng là việc chuẩn bị cũng đã gần xong, phải không thưa chị? Và như vậy xin chị cho biết sơ qua về cái chương trình của đại hội năm nay thế nào thưa chị? Vâng, trước hết Thu Hương xin kính chào quý khán giả của đài SBTN và thưa kính chào anh Trọng. Thưa anh và thưa quý khán giả của đài SBTN, cái chương trình đại hội khoáng đại của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ đó thưa anh, với cái chủ đề là chung tay phát triển cộng đồng, sẽ bắt đầu vào chiều thứ Sáu ngày 26 tháng 7 cho đến trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 7 đó thưa anh. Thì các sinh hoạt của đại hội sẽ được tổ chức tại cái trung tâm sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Atlanta đó thưa anh. Cái lịch trình là sinh hoạt là chiều thứ Sáu thì chúng ta gặp nhau và chào đón quan khách rồi ăn, rồi sau đó đó thì 7 giờ thì chương trình đại hội sẽ khai mạc. Thì đó là cái lúc mà cộng đồng, nhiều cộng đồng có cái dịp để mà gặp gỡ nhau, trao đổi và vào dùng cơm tối đó thưa anh. Về cái ngày thứ Bảy đó thì là một cái ngày chúng ta sẽ rất là bận rộn, và đặc biệt là cho ban tổ chức chúng ta. Sau khi về điểm tâm đó thì cái chương trình bắt đầu với lại cái buổi thuyết trình và hội thảo của khoa học gia Dương Ngược Ánh và ông Fred Koster, đạo diễn của phim Việt Nam qua Through Our Eyes. Sau đó đó thì sau cái giờ ăn trưa thì chúng ta có cái giờ sinh hoạt chung với các cộng đồng khác. Cái mục tiêu là chúng ta đẩy mạnh cái sự liên kết giữa các cộng đồng với nhau và sinh hoạt với giới trẻ đó thưa anh. Ngoài ra đó thì đại hội cũng có cũng thảo luận cái chính sách làm sao mà chúng ta đối phó nghị quyết 36 và các cái phương cách mà yểm trợ đấu tranh cho người dân Việt trong nước thưa anh. Thưa anh, chúng ta còn có cái giờ với nhau để mà chụp hình lưu niệm đó anh ạ. Vâng, vậy tốt quá. Để cho quý vị hiểu được là 4 mục tiêu của chúng ta đề ra hơn 27 năm qua là gì, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại
là mục tiêu thứ nhất đó là kết hợp mọi nỗ lực để phát triển và thăng tiến cộng đồng. Thứ hai là bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt trong khuôn khổ luật pháp của Hoa Kỳ. Thứ ba là để bảo tồn và phát huy văn hóa và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt thứ tư là hỗ trợ mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi cũng nhận thấy là cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta là đang đẩy mạnh cái mặt trận truyền thông. Vì đây là một vũ khí rất là lợi hại để thực hiện bốn cái mục tiêu trên của chúng ta. Thì cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã làm những việc gì trong công tác truyền thông trong những năm qua? Dạ thưa anh và thưa quý vị, đúng vậy, truyền thông và cái mạng xã hội nói chung đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải những sinh hoạt của cộng đồng địa phương với nhau, và còn nói lên được cái sức mạnh của một tập thể khi chúng ta biết sử dụng mạng truyền thông một cách đúng lúc và đúng thời điểm hoặc là đúng đắn. Thì trong những năm sinh hoạt trước đây là cộng đồng dùng qua bằng điện thoại email hoặc là PowerTalk cho cộng đồng thành viên nói chuyện. Năm 2013 đó, thì cái website tiếng gọi công dân đã được thành lập và ra đời theo cái địa chỉ là tienggoicongdan.com và phát hành những cái tin tức sinh hoạt của cộng đồng. Thì chương trình này cũng đã được phát trên những hệ thống đài truyền thông phát thanh Việt Nam tại Oklahoma vào các ngày Chủ nhật từ 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng tại miền Trung Hoa Kỳ, và đã tiếp vận qua nhiều tiểu bang như là tiểu bang Georgia, Washington DC, Virginia, Maryland, New Mexico, Arkansas và Brisbane ở bên Úc Châu. Thì chương trình này cũng đã được phát sóng trên mạng Internet qua địa chỉ là daiphatthanhvietnam.com và qua số điện thoại, cũng như là cá nhân tôi biết rất là nhiều bà con đồng hương của mình nghe đài đấy anh. Được phát nhiều. Và ngoài ra thì trong những năm vừa qua thì cái hệ thống mạng xã hội giống như là email, Facebook, YouTube, Instagram và Internet thì đều được cộng đồng người Việt quốc gia chia sẻ, làm một cái nơi để cho các cộng đồng có thể chia sẻ những thông tin và biết được nhau nhiều hơn. Tại vì cái đó nó rất là tiện đó thưa anh Trọng. Đa phần ai cũng có cái app ở trên cell phone bây giờ, nên chúng tôi cũng cố gắng giữ, và quan trọng nhất vẫn là những cái cuộc nói chuyện với những cái cộng đồng để tạo thêm những cái mối quan hệ gần gũi và mật thiết với nhau hơn, để cùng hỗ trợ trong những cái sinh hoạt trong cộng đồng. Và hy vọng trong tương lai thì cái khả năng và nhân lực cho phép thì khối truyền thông sẽ mở lại những cái diễn đàn hội luận đó anh, về những cái chính trị liên quan đến các công cuộc đấu tranh trong người Việt quốc gia trong và ngoài nước. Và đó là mục tiêu và những cái bước kế tiếp mà chúng tôi sẽ cố gắng làm. Vâng, cảm ơn Trâm My. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái chương trình dạ tiệc gala tối thứ bảy, bắt đầu từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ đêm. Anh, cái chương trình gala đó thì nó rất là sôi nổi. Mình có cái sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ, ví dụ như là Quỳnh Phi Tiễn nè, anh Vi và các ca sĩ địa phương nữa. Rồi ngày hôm sau đó, sáng nhiều hôm sau đó, là sau cái giờ chính tâm thì chúng ta chia tay. Cái đó là cái chương trình tổng quát cho cái ngày đại hội đó thưa anh. Thưa chị, Trọng cũng biết là việc chọn lựa các diễn giả chính như là chị Dương Nguyệt Ánh chị mới đề cập, hoặc là anh đạo diễn Fred Koster, cũng nhằm đẩy mạnh bốn cái mục tiêu của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra. Và bên cạnh những diễn giả hấp dẫn như vậy thì chương trình của ngày đại hội cũng nhắm đến giới trẻ, phải không thưa chị? Và đưa ra một chương trình hoạt động cho giới trẻ, và đặc biệt cho năm 2019 và 2020, phải không thưa chị? Vâng, thưa anh và thưa quý khán thính giả của đài SBTN, một trong những cái thao thức của các chủ tịch cộng đồng là chúng ta tạo cái điều kiện để mà thu hút cái giới trẻ cái sinh hoạt với cộng đồng đó thưa anh. Tạo cái môi trường để cho các em, cho các cháu trở thành những người lãnh đạo có nhân cách, trưởng thành, để mà có thể tiếp tay trong cái việc mà bảo tồn và phát triển cái nền văn hóa dân tộc. Thì qua những cái sinh hoạt chung và qua cái tình thân thương khi mà chúng ta cùng làm việc với các cháu đó, thì mình mới có thể có cái cơ hội gần gũi với chúng nó, và mới có thể khuyến khích giới trẻ tiếp tục dấn thân trong các sinh hoạt chung đó. Ví dụ như là cái việc mà tổ chức Tết Nguyên Đán hàng năm, hoặc là giỗ tổ Hùng Vương, ngày tưởng niệm 30 tháng 4, ngày quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ví dụ những cái ngày đó như vậy, những ngày lễ lớn như vậy đó. Thì giới trẻ thì anh biết rồi, đó là nhiệt huyết của có rất là nhiều nhiệt huyết và là
tương lai của cộng đồng của chúng ta. Cho nên mình cần các con cháu của chúng ta, các con em của chúng ta góp phần trong cái việc mà xây dựng cũng như là phát triển cộng đồng của mỗi địa phương đó. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ thư mời tham dự Đại hội Khoáng đại Cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ năm 2019. Kính gửi quý vị lãnh đạo, đại diện các tổ chức cộng đồng và hội đoàn nhằm mục đích kết nối và tạo điều kiện cho các cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những sinh hoạt. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại diện của các tổ chức lãnh đạo cộng đồng và hội đoàn. Cộng đồng và hội đoàn vui lòng dành thời gian về tham dự Đại hội Khoáng đại nhiệm kỳ 2017-2020 được tổ chức tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, 6050 Dawson Boulevard Suite AB, Norcross, Georgia 30093 vào các ngày 26, 27, 28 tháng 7 năm 2019 với chủ đề Chung tay phát triển cộng đồng. Tham dự hội thảo của các diễn giả khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Fred Koster, đạo diễn phim Through Our Eyes, thảo luận kế hoạch đối phó với nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam, phương cách yểm trợ cho các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước để tiện việc sắp xếp cho đại hội một cách chu đáo. Xin kính mời quý cộng đồng thành viên ghi danh và hồi báo trước ngày 15 tháng 7 năm 2019. Lệ phí cho mỗi thành viên tham gia là 150 Mỹ Kim, gồm có khách sạn 2 đêm, chi phí ăn uống tại đại hội và dạ tiệc gala. Xin liên lạc ông Châu Trương Thành 804-381-1173, ông Phan Quang Trọng 210-724-7130, ông Đỗ Phúc 512-721-5556. Sự hiện diện của quý vị nói lên tinh thần đoàn kết và ý nghĩa của chủ đề Chung tay phát triển cộng đồng. Chúng tôi mong mỏi sự tham dự đầy đủ của quý vị và luôn đón nhận những ý kiến đóng góp để đại hội được thành công tốt đẹp. Chào Mi, trong vài năm qua chúng tôi biết là có một tổ chức cũng liên cộng đồng có tên gọi là Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Chúng tôi biết là cũng có những cố gắng để kết hợp cả hai tổ chức lại với nhau để chúng ta hoạt động một cách hiệu quả hơn cho cộng đồng người Việt nói chung. Thì Chào Mi nghĩ gì về việc này và có hy vọng một cái sự kết hợp nào đó trong tương lai hay không? Câu hỏi khó hả? Dạ khó, nhưng mà thực ra nó không có, người ta nói it doesn't cost to dream anh. Và chúng ta có quyền chúng ta có quyền hy vọng, tại vì nó là một cái gì mà chúng ta có thể khi mình hy vọng, mình cố gắng, mình làm thì nó sẽ thành công. Thì xin được trả lời cái câu hỏi quan trọng là, thưa quý vị, cứ mỗi 3 nhiệm kỳ đó thì chúng ta mới có một cái một nhiệm kỳ là có 3 năm, thì những cái trường hợp như vậy thì chúng ta mới có bầu lại ban đại diện mới. Thì như em biết là cái vấn đề mà tách ra giữa hai cái cộng đồng thì cũng hình như là vào năm 2012. Dạ, chứ phải. Thì sau một cái cuộc họp bất thành và hai cộng đồng đã chia rẽ, nhưng thực tâm thì biết cả hai tổ chức đều có chung một cái mục đích chung là làm sao bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ những cái di sản cũng như văn hóa, và họ làm việc song song với nhau. Thì có thể là trong tương lai, và thưa quý vị, năm ngoái vào 2018 thì chúng tôi đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cũng đã có dịp làm việc chung một cái project là đi cứu trợ nạn nhân bão lụt với cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và một số anh chị em trẻ hậu duệ của hậu duệ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Chúng tôi đã đi đến của bên North Carolina và ra đi qua Panama City để giúp cho nạn nhân bão lụt của Michael. Thì đó là một cái project đầu tiên, và chúng tôi thấy được có nhiều triển vọng là những anh chị em trẻ cũng như là chủ tịch của các cộng đồng về cùng chung tay góp sức lại và làm việc, là mong trong lâu dài thì chúng ta sẽ có một tiếng nói chung để tất cả cộng đồng có thể làm việc được lâu dài hơn. Vâng, tốt quá. Giống như Trà My nói là chúng ta có quyền hy vọng, tại vì chúng ta có hoạt động chung cái mục đích. Kính thưa quý vị, thì từ đó mỗi năm cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có một cuộc họp khoáng đại để xét duyệt lại những thành quả công tác. Thì năm nay đại hội khoáng đại của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ
sẽ được tổ chức tại Atlanta, Georgia. Vậy Chamia, về mục đích của đại hội năm nay là gì? Dạ, xin được trả lời câu hỏi của anh là, thưa quý vị, thì cứ mỗi nhiệm kỳ là 3 năm mới có một cái cuộc họp khoáng đại để bầu ra những cái ban đại diện, cũng như là để cho quý vị đó trình những cái công tác đã sinh hoạt trong cái nhiệm kỳ của họ, và cũng là dịp để bầu lại ban đại diện mới. Thì thưa quý vị, năm 2017 là chúng tôi có đến San Antonio, lúc đó là đã được sự tiếp đón rất là nồng hậu của quý vị trong cộng đồng Hoa Kỳ. Sau cuộc họp đó thì tới 2020 chúng ta mới có bầu cử lại. Nên thưa anh, cái đại hội cuối tháng 7 này tại Atlanta thì không có bầu cử, chỉ là một cái dịp để cho các cộng đồng cùng kết nối và tạo điều kiện sinh hoạt lại với nhau, giống như là cái cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ làm như thế nào những cái kế hoạch năm tới chúng ta có thể làm tốt hơn. Và cái đại hội kỳ này cũng mở rộng cho cộng đồng, cho cả hai đơn vị của cộng đồng Hoa Kỳ và Liên bang Hoa Kỳ. Có nhiều cái cộng đồng nghĩ là ô, tôi chỉ thuộc về một bên thôi thì không có cái cơ hội làm việc với nhau, mặc dù đó là cái ước muốn của rất nhiều cộng đồng tiểu bang. Thành ra chúng tôi cũng mong cái dịp này, cái đại hội này là một cái dịp để cho nói lên cái tinh thần đoàn kết và ý nghĩa của chủ đề của cái đại hội là chung tay phát triển cộng đồng. Vì chúng ta cùng là một nhà, cũng là người Việt quốc gia và cũng yêu mẹ Việt Nam, cũng như yêu quê hương đất nước, yêu lá cờ vàng, thì chúng ta nên sát cánh và làm việc lại chung với nhau. Thì chúng tôi rất mong mỏi được tham dự, sự tham dự của quý vị, và luôn đón nhận những ý kiến để cho đại hội được thành công tốt đẹp hơn. Cảm ơn Trà My rất là nhiều. Chị bên cạnh là Phó Chủ tịch của Ủy ban Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Chị là đương kim Chủ tịch của Cộng đồng Người Việt tại thành phố Charlotte. Và thưa chị, cái thành phố của chị có đông người Việt không chị? Và trong cái hoạt động cộng đồng thì chị dành những cái hoạt động gì ưu tiên cho cộng đồng của người Việt của chúng ta ở Charlotte, thưa chị Thu Hương? Vâng, thưa anh và thưa quý khán giả của Đài SBTN. Hiện nay đó thì cộng đồng người Việt tại tiểu bang North Carolina đó thì mình ước tính khoảng 15.000 người đó thưa anh. Mà riêng thành phố Charlotte đó thì mình có khoảng, tôi nghĩ là chắc là từ 8-9.000 người thôi. Nhưng mà mình cũng không phải trong một cái thành phố hết, mình cũng rải rác vào những vùng phụ cận. Cái sinh hoạt mà ưu tiên nhất của cộng đồng so đó là ở đây cộng đồng tham gia vào các sinh hoạt về văn hóa, rồi mình khuyến khích các đồng hương tích cực tham dự vào cái việc bầu cử, đặc biệt là năm 2020 đó thì anh chúng ta sẽ có cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ban chấp hành cộng đồng Charlotte sẽ thành lập những cái tiểu bang để mà yểm trợ cái việc bầu cử, rồi hướng dẫn các vị cao niên biết cách bầu cử, tham gia vào cái việc mà gọi rằng là mình hướng dẫn cho những người lớn tuổi rồi biết cách bầu rồi ha, rồi mình vận động cho những ứng cử viên Hoa Kỳ nào mà có thể giúp đỡ cộng đồng người Việt mình ha. Rồi ngoài ra đó thì ở đây tại Charlotte thì tôi luôn dành rất là nhiều thời gian để mà giúp cho các người đồng hương tại địa phương bị thất nghiệp đó, giúp cho họ tìm việc làm, giúp cho những gia đình, rất là nhiều gia đình nhập quốc tịch Hoa Kỳ để mà có những cái lợi ích. Thì ngoài ra đó thì chúng tôi cũng có những cái sinh hoạt rất gần gũi với lại các cộng đồng bạn như là cộng đồng South Carolina, rồi cộng đồng Á Châu nữa thưa anh, rồi các chính quyền địa phương nữa, thì mình sinh hoạt chung như vậy để mà mình tạo cái tình liên đới đó thưa anh. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái nhìn của chị, và thưa chị và trọng xin cảm ơn chị đã dành những giây phút rất là quý để mà chia sẻ một vài cái ý tưởng cũng giống như là cái công việc tổ chức của đại hội khoáng đại. Và kính thưa quý vị khán thính giả, vừa rồi chúng tôi có cái cuộc nói chuyện với bà Nguyễn Thu Hương, hiện là chủ tịch của cộng đồng người Việt tại thành phố Charlotte, Carolina, và bà cũng là đương kim phó chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, và đặc biệt là một trong những thành viên chính trong đứng ra để tổ chức đại hội khoáng đại cho cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ năm nay. Xin thân chào chị và hẹn gặp lại chị tại đại hội.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Mong gặp lại anh nhé. Dạ, vâng. Và hình như là Trà My đang ở trong trung tâm sinh hoạt của cộng đồng tiểu bang Georgia đấy phải không ạ? Bây giờ đã 10 giờ tối và còn làm gì ở đó nữa. Dạ thưa quý vị là năm nay là cộng đồng Georgia làm chủ nhà nên chúng tôi cũng không có muốn đồng hương và các thành viên ở xa về thất vọng nên cũng cố gắng các anh chị em, những người thực viên ở đây cũng đang sửa soạn lại văn phòng cũng như là gắn máy lạnh và chuẩn bị cho cái đại hội của mình. Vì năm nay mình có sự xuất hiện đặc biệt của hai diễn giả đó thưa anh, là Phạm Gia Dương Ngược Ánh cũng như là ông đạo diễn phim Fred Foster về. Nên chúng tôi cũng muốn tạo một cái good impression và hy vọng sẽ không làm quý vị cộng đồng thành viên ở khắp nơi thất vọng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn Trà My và cảm ơn cộng đồng Georgia đã đứng ra làm xung phong làm cái công việc là host cái đại hội quán đại năm nay và hy vọng là sẽ gặp lại các anh chị tiểu bang Georgia trong cuối tháng 7. Thân chào Trà My. Xin đại diện cho ban chấp hành gửi lời cảm ơn đến quý giám đốc của đài SBTN Texas một lần nữa đã tạo cơ hội cho chúng tôi lên đây chia sẻ và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn Trà My. Và khắp nơi có thể nghe Radio Sài Gòn Dallas qua phone không tốn lệ phí qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042.